Thưa quý khán giả, vốn là giáo viên dạy khóa nhưng đam mê với hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cô Trương Thị Minh Hải, tổ trưởng tổ khóa học trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ, có nhiều hoạt động nghiên cứu cũng như truyền lửa sáng tạo đến với học trò. Và nhiều năm qua, dưới sự dẫn dắt của cô, thầy và trò trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm luôn có nhiều thành tích nổi bật tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp. 7 năm tham gia công tác tại trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm thì có 5 năm cô Trương Thị Minh Hải dẫn dắt các học trò tham gia những cuộc thi khoa học kỹ thuật, trong đó có 8 dự án đạt giải thưởng cấp quốc gia, cấp thành phố. Riêng năm học 2021-2022, dù bị ảnh hưởng dịch Covid-19, học sinh phải học trực tuyến tại nhà, nhưng cô Hải vừa dạy học vừa hướng dẫn học trò nghiên cứu dự án làm giảm độc tính trên gan và khảo sát hoạt tính mới của axit uricic được chiết xuất từ DI cho hai em Nguyễn Dương Hoàng Anh và Nguyễn Ngọc Thùy Linh, học sinh lớp 11. Dự án này đã đạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố học sinh trung học phổ thông năm học 2021-2022. Khi mà bộ và sở phát động cuộc thi thì lúc đó học sinh của trường Châu Nguyên cũng rất là đam mê, thì bản thân mình cũng là rất là đam mê nghiên cứu từ khi còn đi học, cho nên là mình nghĩ là đây là một cái sân chơi rất là có ích cho học sinh và cả về giáo viên nữa. Thì qua cuộc thi thì học sinh đã trưởng thành lên rất là nhiều, bản thân giáo viên cũng đã phát triển được hoặc là đào sâu chuyên môn của mình hơn. Trong quá trình làm đề tài thì cô luôn sát cánh với tụi em và hướng dẫn tận tình với tụi em. Thì những cái thắc mắc của tụi em thì cô sẽ giúp tụi em giải đáp. Khi thực hiện những cái nghiên cứu và ý tưởng để tham gia các cuộc thi thì nhờ có cô mà chúng em đã được sự tự tin hơn trong giao tiếp với ban giám khảo. Đặc biệt là ở những buổi tối có khi mà chúng em tới 9-10 giờ thì cô vẫn kiên trì ở lại hướng dẫn chúng em để hoàn thành được mục tiêu của đề tài một cách tốt nhất. Nói chung là công việc này đòi hỏi đam mê thì mới làm được, tại vì là cả thầy và trò đều bỏ ra rất là nhiều thời gian. Thì cũng may là mình được nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình, cho nên mình có thể dành được những cái thời gian ở bên ngoài công việc ở nhà trường để hỗ trợ cho các em học sinh. Mình hướng dẫn học sinh thì mình sẽ thấy rằng các em sẽ trưởng thành rất nhiều qua các cuộc thi. Việc mà mình bỏ công sức ra là mang đến rất có nhiều cái lợi ích cho học sinh, thì mình nghĩ là mình cũng nên làm. Với sự tận tâm gần gũi học trò, từ đó phát hiện năng khiếu sở trường của mỗi em, cô Hải đã đồng hành để hỗ trợ các em phát huy khả năng sáng tạo của mình, từ đó lan tỏa niềm đam mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong học sinh.